Sau đây là số tiền bạn cần kiếm được để đủ khả năng sống một mình ở 4 thành phố này của tỉnh bang Alberta. Alberta có thể là nơi có một số thành phố giá cả phải chăng nhất ở Canada khi nói đến tài sản. Nhưng chi phí sinh hoạt chắc chắn khiến mọi thứ trở nên đắt đỏ hơn, từ tiền thuê nhà đến hàng tạp hóa. Mọi thứ thậm chí còn đắt đỏ hơn nếu bạn sống một mình. Dưới đây là danh sách cho thấy chi phí sinh sống ở các thành phố ở Alberta là bao nhiêu trên mức lương của một người, theo Numbeo, là cơ sở dữ liệu chi phí sinh hoạt lớn nhất thế giới. Thành phố Calgary, thành phố đắt đỏ nhất của tỉnh bang Alberta để sống với ngân sách của một người là ở Calgary. Mặc dù tiền thuê nhà vẫn rẻ hơn một vài thành phố ở tỉnh bang BC, một người ở thành phố Calgary có thể chi tiêu khoảng $1,374 một tháng, không bao gồm tiền thuê nhà. Giá thuê trung bình của một căn hộ một phòng ngủ ở trung tâm thành phố là $1,546 một tháng. Chi phí trung bình cho một bữa ăn cho hai người tại một nhà hàng tầm trung là $90 cho ba món. Mức lương ròng trung bình hàng tháng ở Calgary là $4,845.89 sau thuế. Ở thành phố Edmonton, nếu bạn sẵn sàng đi xa hơn một chút về phía Bắc thì Edmonton cũng khá nổi tiếng để sinh sống đối với người dân Alberta. Nhìn chung thì Edmonton cũng rẻ hơn một chút so với Calgary nếu bạn muốn sống theo phong cách của thành phố đó. Ước tính một người ở Edmonton có khả năng chi tiêu khoảng $1,312 một tháng, không bao gồm tiền thuê nhà. Giá thuê trung bình của một căn hộ một phòng ngủ ở trung tâm thành phố này là $1,235 một tháng. Chắc chắn là rẻ hơn rất nhiều so với Calgary. Chi phí trung bình cho một bữa ăn cho hai người tại một nhà hàng tầm trung là $100 cho ba món. Mức lương ròng trung bình hàng tháng ở Edmonton là $4,168.30 sau thuế. Thành phố Lethbridge, nếu bạn ưa thích một thành phố nhỏ hơn, thì Lethbridge là một lựa chọn tuyệt vời. Mặc dù chi phí trung bình cho một người ở Lethbridge mỗi tháng là khoảng $1,428 chưa bao gồm tiền thuê nhà, cao hơn ở Calgary và Edmonton, nhưng tiền thuê nhà vẫn có giá cả phải chăng hơn. Giá thuê trung bình của một căn hộ một phòng ngủ ở trung tâm thành phố là $1,038 một tháng. Chi phí trung bình cho một bữa ăn hai người tại một nhà hàng tầm trung là $80 cho ba món. Mức lương ròng trung bình hàng tháng ở Lethbridge là $3,633 sau thuế, là mức thấp nhất trong tất cả các thành phố. Ngay giữa Calgary và Edmonton là thành phố Red Deer, khiến nó trở thành một lựa chọn hợp lý nếu bạn thường xuyên đi du lịch. Tại Red Deer thì một người ước tính chi tiêu khoảng $1,251 một tháng, chưa tính tiền thuê nhà. Đây là mức rẻ nhất trong số 4 thành phố nằm trong danh sách. Giá thuê trung bình của một căn hộ một phòng ngủ ở trung tâm thành phố này là $1,224 một tháng. Chi phí trung bình một bữa ăn hai người tại một nhà hàng tầm trung là $75 cho ba món, còn mức lương ròng trung bình hàng tháng ở Red Deer là $4,172 sau thuế. Vừa rồi là những tin tức Canada đáng chú ý trong 24 giờ. Sau đây kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin quốc tế nổi bật trong ngày cùng với Hoàng Anh.